Bệnh đau dạ dày gồm viêm dạ dày và loét dạ dày hành tá tràng. Bệnh gặp phổ biến ở nước ta cũng như các nước trên thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng 3-4% dân số. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là một bệnh mãn tính diễn biến có chu kỳ, nam giới bị nhiều hơn nữ giới. Các ổ viêm loét thường ở bờ cong nhỏ, tâm vị, hành tá tràng. Nguyên nhân gây loét dạ dày tá tràng. Như vậy có nhiều nguyên nhân gây viêm loét dạ dày tá tràng, nhưng tự chung lại là do sự mất cân bằng giữa hai nhóm yếu tố bảo vệ và nhóm yếu tố gây loét. Khi nhóm yếu tố bảo vệ bị suy yếu, nhóm yếu tố gây loét tăng cường là nguyên nhân chính dẫn đến viêm loét dạ dày, tá tràng. Phân loại thuốc chữa viêm loét dạ dày tá tràng. Nhóm thuốc hạn chế quá trình bài tiết dịch vị. Thuốc kháng axit, antacid, malox, gastropulgis. Thuốc kháng receptor H2, histamine, cimetidine, ranitidine. Thuốc kháng acetylcholine ở receptor M1, cholinergic, RMI, pirenzepine, telenzepine. Thuốc kháng gastrin, proglumid. Thuốc ức chế bơm proton, omeprazole, lansoprazole. Nhóm tăng cường yếu tố bảo vệ. Prostaglandin, sucralfate, các chế phẩm của bismuth. Nhóm trị nhiễm khuẩn HP. Kháng sinh, amoxicillin, clarithromycin, kết hợp với thuốc ức chế bơm proton. Thuốc kháng receptor H2, histamine. Gồm, cimetidine, ranitidine, famotidine, nizatidine. Cơ chế tác dụng. Do công thức gần giống histamine nên các thuốc kháng H2, histamine tranh chấp với histamine tại các receptor H2, RH2, ở tế bào thành dạ dày, làm ngăn cản tiết dịch vị bởi các nguyên nhân gây tăng tiết histamine ở dạ dày. Thuốc làm giảm tiết cả số lượng và nồng độ HCl của dịch vị. Các thuốc kháng H2 không có tác dụng trên RH1 mà chỉ có tác dụng chọn lọc trên RH2 ở dạ dày. Tác dụng do ức chế RH2. Làm giảm bài tiết axit dịch vị mà axit này được kích thích tăng tiết bởi histamine, gastrin, thuốc cường phó giao cảm và kích thích dây thần kinh X. Sự bài tiết các dịch tiêu hóa khác và chức năng của dạ dày ít bị ảnh hưởng. Chỉ định. Loét dạ dày tá tràng, rất hiệu quả với loét cấp tính. Hội chứng Zollinger-Ellison. Hội chứng tăng tiết axit do các khối u gây tăng tiết gastrin ở tuyến tụy. Điều trị chứng trào ngực dạ dày thực quản. Làm giảm tiết dịch vị trong các trường hợp loét đường tiêu hóa có liên quan đến tăng tiết dịch vị. Viêm loét thực quản, loét miệng nối dạ dày ruột. Tác dụng không mong muốn. Thuốc dùng tương đối an toàn, ít có biến chứng. Các tác dụng không mong muốn thường gặp ở cimetidine, ít thấy ở nizatidine. Thường gặp. Chóng mặt, nhức đầu. Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, phân lỏng hay táo bón. Đau khớp, đau cơ. Cimetidine có thể gây hạ huyết áp, loạn nhịp tim khi tiêm tĩnh mạch. Tác dụng không mong muốn. Thuốc dùng tương đối an toàn, ít có biến chứng. Các tác dụng không mong muốn thường gặp ở cimetidine, ít thấy ở nizatidine. Thường gặp. Chóng mặt, nhức đầu. Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, phân lỏng hay táo bón. Đau khớp, đau cơ. Cimetidine có thể gây hạ huyết áp, loạn nhịp tim khi tiêm tĩnh mạch. Tương tác thuốc. Cimetidine ức chế CYP450 rõ rệt, làm thay đổi sinh khả dụng, tăng tác dụng.
tăng độc tính của các thuốc chuyển hóa qua acid P450G. Các thuốc sẽ có thời gian bán thải dài hơn khi dùng chung với cimetidine là phenytoin, theophylline, phenobarbital, mexilotin, antacid làm giảm hấp thu các thuốc kháng H2. Vì vậy nên uống cách nhau 1 đến 2 giờ. Thận trọng. Người mang thai, thuốc qua được giao thai nên chỉ định cho người mang thai khi thật cần thiết. Qua được sữa mẹ có thể gây độc cho trẻ, do đó, cần thận trọng với phụ nữ trong thời kỳ cho con bú. Thận trọng khi tiêm cimetidine theo đường tĩnh mạch để phòng tụt huyết áp và loạn nhịp tim. Thuốc ức chế H cộng trên catepase gồm omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole. Cơ chế tác dụng. Ức chế H cộng trên catepase. Omeprazole là dẫn xuất của benzimidazole. Khi vào trong cơ thể ở phờ nam nó được proton hóa thành hai dạng, axit sulfinic và sulfenamic. Hai chất này gắn thuận nghịch với nhóm sulfhydro của H cộng trên catepase ở tế bào thành dạ dày nên ức chế bài tiết axit do bất kỳ nguyên nhân nào. Chống chỉ định. Suy thận nặng. Có thể làm giảm hấp thu các thuốc khác khi dùng cùng với antacid. Không nên dùng antacid quá mạnh và kéo dài vì dễ gây viêm dạ dày do base hóa. Các thuốc khác. Thuốc kháng cholinergic. Có tác dụng kháng acetylcholine, làm giảm tiết axit dịch vị. Thuốc làm giảm tiết dịch 40-50%, có thể phối hợp với các thuốc kháng H2. Có nhiều tác dụng không mong muốn, khô miệng, táo bón, bí tiểu tiện, tăng nhãn áp, tim đập nhanh. Thuốc kháng gastrin. Gastrin tiết ra ở hang vị do tác dụng của thức ăn hay do kích thích dây thần kinh X. Gastrin gắn vào receptor trên tế bào thành làm tiết dịch vị, pepsin và yếu tố nội dạ dày. Thuốc thường dùng, prolumin, milit, promit, 200-400mg trên lần, 3 lần trên ngày uống trước bữa ăn. Sucranfat, UNCA, là một disaccharide được sunfat hóa, aluminium sucrosunfat. Tác dụng. Tạo hàng rào bảo vệ dạ dày, do tan trong axit, giải phóng ion nhôm, phần anion sunfat sẽ polymer hóa, trùng hợp, tạo gel nhầy, dính, bao bọc ổ loét. Kích thích sản xuất prostaglandin tại chỗ. Nâng pH của dịch vị. Tác dụng kéo dài khoảng 6 giờ. Chỉ định. Điều trị loét dạ dày tá tràng. Tác dụng không mong muốn. Thuốc gây táo bón. Tương tác thuốc. Sucranfat làm giảm hấp thu các thuốc khi dùng cùng như digoxin, tetracycline, phenytoin, sulpirid, nên dùng cách xa các thuốc này khoảng 2 giờ. Chống chỉ định. Suy thận nặng. Hợp chất bismuth. Tác dụng. Tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày tránh tác động của axit. Tăng bài tiết chất nhầy bảo vệ. Kích thích tổng hợp prostaglandin. Chống lại vi khuẩn Helicobacter pylori, HP. Tác dụng không mong muốn. Dùng lâu có thể suy nhược thần kinh trung ương. Loạn dưỡng xương, đen vòm miệng. Chống chỉ định. Người mang thai, trẻ dưới 16 tuổi. Suy thận. Các dẫn xuất của prostaglandin. Các PGE1, PDI2 có khả năng chống loét do kích thích tăng tiết dịch nhầy ở dạ dày, kích thích tiết bicarbonate ở dạ dày và tá tràng, duy trì lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày, kích thích tăng